Văn hóa và lịch sử xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Văn hóa và lịch sử gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện xuất xứ của tên gọi Thăng Long và Hà Nội. Thăng Long và Hà Nội là kinh đô lâu đời nhất trong lịch sử Việt Nam. Từ khi hình thành cho đến nay, địa danh này có nhiều tên gọi. Nhưng Thăng Long và Hà Nội là hai tên gọi đặc biệt, gắn nhiều nhất với các sự kiện lịch sử, sự thăng trầm của các triều đại phong kiến và nhà nước Việt Nam mới. Đầu tiên chúng ta phải nói những tên gọi khác của Thăng Long và Hà Nội. Theo các nhà nghiên cứu, trong lịch sử của dân tộc thì vùng đất Thăng Long và Hà Nội mang nhiều tên gọi khác nhau. Nó được chia thành hai loại, chính quy và không chính quy. Tên chính quy là những tên được chép trong sử sách do các triều đại phong kiến nhà nước Việt Nam chính thức đặt ra. Các tên khác Thăng Long và Hà Nội của loại này bao gồm Long Đỗ, Tống Bình, Đại La, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Bắc Thành, v.v. Tên không chính quy là những tên trong văn thơ, ca dao, khẩu ngữ dùng để chỉ thành Thăng Long, Hà Nội. Đó là Trường An hay Tràng An, Long Biên, Long Thành, Hà Thành, Hoàng Diệu, v.v. Còn về xuất xứ của tên gọi Thăng Long và Hà Nội. Trước hết, Thăng Long là tên gọi gắn liền với truyền thuyết về việc rời đô của vua Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn, năm 1110. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: Mùa thu, tháng 7, vua rời kinh đô từ thành Hoa Lư sang kinh đô lớn là Đại La của kinh phủ. Thuyền tạm đỗ ở dưới thành, có rồng vàng hiện ra ở bến ngự, vì thế đổi gọi là thành Thăng Long. Đổi chân cổ pháp làm phủ Thiên Đức, thành Hoa Lư làm phủ Trường Yên, sông Bắc Giang làm sông Thiên Đức. Xuống chiếu phát tiền kho 2 vạn quan, thuê thợ làm chùa ở phủ Thiên Đức 8 sở, đều dựng bia ghi công. Có thể thấy Thăng Long có nghĩa là rồng bay lên, là một cái tên đẹp hàm chứa nhiều niềm tin tưởng và lòng tự hào về vùng đất được vua chọn để đóng đô. Sách tổng tập Nghìn Năm Văn Hiến Thăng Long cũng luận giải và khẳng định tên gọi Thăng Long chứa đựng một ý nghĩa lớn. Trước hết, tên gọi rồng bay Thăng Long gợi tả được khí thế mạnh mẽ vươn lên của kinh thành, nhưng tên gọi rồng bay còn thể hiện một khát vọng hòa bình, đời đời sống hạnh phúc tự do của dân tộc Việt Nam thời bấy giờ. Hơn thế nữa, biểu tượng rồng bay còn chứa đựng ý niệm thiêng liêng trở về cội nguồn rồng tiên và mơ ước về nguồn nước mưa thuận gió hòa của cư dân văn minh nông nghiệp trồng lúa nước. Rất lưu ý, Thăng Long ngoài nghĩa là rồng bay lên như giải thích ở trên, trong lịch sử tên gọi đó còn được đổi sang một nghĩa khác, đó là thịnh vượng lên. Sách Lịch Sử Thủ Đô Hà Nội cho biết, năm 1802, Gia Long, Nguyễn Ánh quyết định đóng đô tại nơi cũ là Phú Xuân, tức Huế, không ra Thăng Long, cử Nguyễn Văn Thành làm tổng trấn miền Bắc và đổi kinh thành Thăng Long là trấn thành miền Bắc. Kinh thành đã chuyển làm trấn thành thì tên Thăng Long cũng cần phải đổi. Nhưng vì tên Thăng Long đã có từ lâu đời, quen dùng trong nhân dân toàn quốc, lên Gia Long thấy không tiện bỏ đi ngay mà vẫn giữ tên Thăng Long. Nhưng đổi chữ Long là rồng thành chữ Long là thịnh vượng, lấy cớ rằng rồng là tượng trưng cho nhà vua, nay vua không ở đấy thì không được dùng chữ Long là rồng. Còn tên gọi Hà Nội thì sao? Theo cách hiểu khá phổ biến thì Hà Nội nghĩa là thành phố bên trong sông. Tên gọi này được chính thức định danh từ năm 1831, thời vua Minh Mạng. Năm đó,
Minh Mạng cải tổ lại bộ máy hành chính, bỏ các trấn, chia cả nước làm 29 tỉnh, trong đó tỉnh Hà Nội gồm kinh thành Thăng Long cũ và huyện Từ Liêm, phủ Ứng Hòa, phủ Lý Nhân và phủ Trường Tín. Lấy khu vực kinh thành xưa chia làm tỉnh lỵ và lấy thành mới xây làm tỉnh thành của Hà Nội. Trấn thành Thăng Long bị hạ xuống làm tỉnh Hà Nội và cái tên Hà Nội cũng bắt đầu từ đó. Năm 1835, Minh Mạng ra lệnh hạ thấp thành Hà Nội vì nó quá cao so với Hoàng Thành ở Huế. Do đó, tường thành bị xén bớt 1 thước 8 tấc, tức là 0,72 mét, nghĩa là chỉ còn cao hơn 3 mét. Năm 1848, vua Tự Đức cho phá dỡ những cung điện còn lại trong thành Hà Nội, những đồ chạm trổ mỹ thuật bằng gỗ, bằng đá để đưa vào Huế. Sau cuộc tổng khởi nghĩa giành độc lập tháng 8 năm 1945, bộ mặt và vị thế của Hà Nội đã thay đổi. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hà Nội được chọn là thủ đô của nước Việt Nam mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách xem hết video, bình luận đóng góp và đặc biệt là đăng ký kênh để cập nhật những video mới về văn hóa và lịch sử của dân tộc Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!